Chuyển sang các thông tin liên quan tới diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội những ngày qua đang có dấu hiệu diễn biến khó lường. Ổ dịch mới nhất ghi nhận tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã tăng lên 57 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Riêng tổ dân phố 1 thì có khoảng 30 ca. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, phường Phú Đô được đánh giá ở mức độ dịch thứ 3, tức là màu cam, có nguy cơ cao. Tuy nhiên, một tổ dân phố của phường này đang ghi nhận tới 30 ca mắc. Do đó mà chính quyền địa phương đang đề xuất nâng khu vực này lên cấp độ 4, tức là màu đỏ và có nguy cơ rất cao. Nhận định về diễn biến ổ dịch Phú Đô, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi thực hiện nghị quyết 128 thì các nguồn lây bệnh rất nhiều từ các địa phương về. Trước diễn biến dịch ở phường Phú Đô, quận đã chỉ đạo phải xét nghiệm hết các cư dân trong khu vực phong tỏa, đồng thời mở rộng cho các đối tượng nguy cơ xung quanh bên ngoài. Quận Nam Từ Liêm hiện đang tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý các bệnh tại ổ dịch phường Phú Đô, nâng cấp độ dịch lên mức 3, phong tỏa chặt chẽ 6 điểm tại 3 tổ dân phố 1, 5, 6, đồng thời triển khai lấy mẫu diện rộng, khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ F1, F2 và người liên quan để bóc tách kịp thời F0 ra khỏi cộng đồng. Xử lý ổ dịch theo quy định với phương châm khoanh vùng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm diện rộng. Ngoài ra, quận này cũng tiếp tục rà soát các đối tượng nguy cơ về từ vùng dịch, đặc biệt là các khu vực cấp độ dịch 2, 3, 4 để khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm kịp thời. Cũng phải thông tin thêm với quý vị, đó là khi cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư, tức là từ ngày 27 tháng 4 đến nay thì Hà Nội có tổng cộng là 5.466 ca dương tính, trong đó có hơn 2.000 ca ngoài cộng đồng và 3.000 người đã được cách ly. Thành phố hiện có 12 ổ dịch COVID-19, cấp độ dịch thứ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Trong ngày 9 tháng 11, thì Hà Nội ghi nhận 222 ca mắc COVID-19, cao kỷ lục từ đầu dịch đến nay.